phù giúp, xin phù giúp chúng con mến yêu thật nhiều. Đức tin hằng nồng, tim hồng sôi nóng. Xin phù giúp chúng con sống luôn kiên cường, tín trung kiêm nhường, phụng vụ tình thương. Lời khen anh Phêrô Phao Lu Tông Đồ là đại thiên muôn năm vững kia. Toàn hóa thành hân hoan hát ca tương bừng, lời tung hô ngân vang chín tầng. Với những tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng để bước vào thánh lễ.
được một lệnh học viện thành tông đồ theo gương khai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô để dù bất cứ ở đâu chúng ta cũng phục vụ cho giáo hội của Chúa. Và vì thế đến lễ chiều hôm nay cũng dâng theo các ý sau. Hôm nay là lễ mò, các cha sư có nhiệm vụ để cầu thông cho tất cả giáo dân, nhưng những người còn sống cũng như đã qua đời. Ban hành giáo xin lễ mừng ban thầy cầu cho quý cụ quý chức còn sống cũng như đã qua đời, cầu cho cụ bà Anna thất hạnh dỗ hai năm, và cũng xin nói thêm là theo ý nguyện của bà khi còn sống, thay vì làm dỗ thì dùng số tiền đó ủng hộ cho giáo xứ. Và nhân dịp này giáo xứ đang làm nhà của cô, gia đình đã chuyển đến theo ý nguyện của bà 100 triệu đồng để giúp cho việc phục vụ sắp nhà cụ sắp tới. Cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh và Quan Lâm, cầu cho linh hồn cụ Đỗ Du Xe và Anna nhân ngày dỗ, cầu nguyện cho linh hồn An Tôn, hội đồng hương làng sập tại Bắc Cali, Bình Mỹ, xin lễ cầu nguyện cho bà Anna Phạm Thị Tha, tức bà Nam Chi, cầu cho linh hồn Phêrô và Du Xe, cầu cho linh hồn ông Du Xe Hồng, cầu nguyện cho các linh hồn, xin mừng lễ quan thầy Thánh Phêrô và cầu bình an cho gia đình. Dưới chân trưởng xin lễ, cầu cho linh hồn cụ Đan Minh Lâm, cầu cho gia đình được bình an, cầu cho linh hồn Anna Cô Ninh, xin cho ca mổ được mọi sự bình an và mọi sự tốt đẹp. Cầu nguyện cho linh hồn Du Xe Quách Bình rộng rỗ 100 ngày. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tự hành một điểm thành. Tôi vui nhận cùng Thiên Chúa Bye.
Trong Thiên Chúa là đấng ban sức mạnh, khi sắp phải đổ máu đào làm chứng cho phúc âm, Thánh Phaolô vẫn một mực trung thành với đức tin và chờ đợi vòng hoa chiến thắng dành cho người công chính. Mời cộng đoàn lắng nghe lời nhắn gửi sau cùng của Thánh Phaolô.
chủ danh thủ thành đạo Gandhi Lineker đã biết bóng đá là trò chơi đơn giản, 22 người đuổi theo trái bóng trong 90 phút và sau cùng người Đức không phải lúc nào cũng thắng. Nhận xét này của Gandhi Lineker là lời nói nhạc của chính ông khi trước đây trong quá khứ ông đã từng tuyên bố với câu này: cuối cùng người Đức luôn thắng. Nhưng bây giờ thì ông đổi lại là người Đức không phải lúc nào cũng thắng. Câu chuyện thời sự mới đây này cho chúng ta thấy dù là một đội tuyển gồm những cầu thủ giỏi đến đâu, không ai có thể đứng mãi trên hào quang, sẽ có lúc phải trở lại mặt đất vì sự mong manh của con người. Và điều này càng được đúng với những vị tông đồ trong đội tuyển của thầy Giêsu. Họ phục vụ tận tụy nhưng họ ý thức trong sự khiêm tốn và tín thác vào ơn Chúa trợ giúp, bởi vì họ biết rằng xã hội của Chúa Kitô, chính Chúa Kitô là chủ, họ chỉ là công cụ được Thiên Chúa sử dụng. Tự bản thân họ không có công lên và chẳng làm nên công trạng gì cả, tất cả là do quyền năng Chúa, đặc biệt cụ thể nơi hai vị trụ cột mà chúng ta cùng lễ hôm nay, đó là tông đồ Phêrô và tông đồ Phaolô. Chúng ta biết rằng từ xưa đến nay những nhân vật được chọn để giữ một vai trò trọng yếu nơi một tổ chức thường phải là những người có biệt tài nào đấy, thông minh, lanh lợi, có tài quản trị, có khả năng ngoại giao tốt, vân vân. Thế nhưng nhìn đến những con người mà Chúa đã chọn để thay Chúa phân phát ơn lành từ trời cho thế giới, ta đã thấy một điều hoàn toàn ngược lại. Và ngay từ thời điểm bắt đầu đời sống công khai, Đức Giêsu đã mời gọi một số người cùng đi với Ngài, ở lại với Ngài để Ngài huấn luyện và sai đi. Trong số nhóm người thân tín nhất của Đức Giêsu thì Phêrô đã được chọn làm người đứng đầu. Nhờ việc ông được Chúa Cha ban khải cho biết về các tính Kitô của Đức Giêsu, như trong bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay, khi hỏi về dư luận như thế nào về Ngài thì Chúa Giêsu cũng chỉ là để bắt đầu câu chuyện, còn vấn đề chính là hỏi chính các tông đồ của mình: phần các con học thầy là ai? Và Simon Phêrô đã thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu nói ngay: chẳng phải của con biết xưng là do xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng đứng trên trời. Chính Chúa Cha đã mặc khải, đã cho, đã tỏ cho thấy con có đức tin đó, cho nên thầy chọn con trở nên tảng đá vững chắc. Thầy sẽ xây dựng giáo hội của thầy trên con, và giáo hội sẽ không bao giờ lay chuyển. Và quả thực như thế, giáo hội trải qua bao nhiêu năm tháng thì chúng ta đã thấy giáo hội vẫn vững bền. Ngay cả bài đọc một kể lại việc trong ông Phêrô bị bắt, chẳng cần phải dùng gương dùng giáo thì tự nhiên của thiên thần Chúa đêm hiện ra và đánh thức ông, hoặc như trỗi dậy đi thì xiềng xích rơi khỏi tay. Để đó cho thấy quyền năng của Chúa, mặc dù ông ta canh gác nghiêm ngặt rừng nào, mặc dù Phêrô bị xiềng xích thì như Chúa muốn thì Phêrô có thể giải thoát dễ dàng. Nhưng mà chúng ta lại đặt vấn đề là vậy thì Phêrô có phải là người tài giỏi không? Thì chúng ta phải nhìn nhận rằng ông không phải là người xuất sắc nhất trong nhóm, cũng không phải là người thánh thiện nhất trong nhóm. Ông chỉ là một ngư phủ kém cỏi. Thế mà Đức Chúa Trời làm nền tảng cho xã hội, đấy là một điều chúng ta thấy ngược lời khác với suy nghĩ của loài người. Nhưng thực sự đó là một mầu nhiệm, ơn nó chính là một mầu nhiệm. Và ngay cả chúng ta biết rằng dù biết sức như vậy, nhưng khi Chúa Giêsu nói về việc người sẽ phải chịu một thương khó thì chính Phêrô lại ngăn cản thầy, khiến ông phải bị khiển trách những lời nặng nề là với Satan, Excel và Satan. Chúng ta thấy một lời đặc biệt
của Đại Chúa Thầy bằng lòng. Nhưng chính vì vậy mà tôi đã biết cả những tình yêu còn lòng thương xót của Chúa và chính những giọt nước mắt đau buồn ăn năn sám hối đã giúp Phêrô tìm lại ý thức lại trách nhiệm của mình. Ông không còn tự mạn về cái tài năng của mình nữa, nhưng chỉ biết khiêm nhường trông cậy vào ơn Chúa. Và chính điều này mà giáo hội được trường tồn bởi vì dựa vào quyền năng của Chúa. Rồi những tưởng rằng việc Chúa chọn Phêrô là một chủ giáo hội là đủ rồi, nhưng không, Thiên Chúa có đường lối rất là hồn nhiên phong phú. Chúa lại tuyển chọn Phaolô một cách đặc biệt. Và chúng ta xét theo về cá nhân của Phaolô thì có nhiều ưu điểm hơn Phêrô. Ông ở một gia đình thuộc loại khá giả, có học thức, đã từng học kinh thánh với giáo sư Gamaliel, là một giáo sư về kinh thánh nổi tiếng thời đó, rồi cũng hiểu biết về triết học vân vân. Ông lại cái quyền công dân đang mạnh mà ông không thuộc nhóm này nữa. Ông xuất hiện không phải là một người mù phe mà là một kẻ đối đầu tệ hơn, còn như một kẻ thù. Chúng ta còn nhớ rõ cái câu chuyện của tình nguyện đi Damas để lùng bắt và tiêu diệt những người mang danh Kỳ Tù. Thế nhưng chính từ cuộc lùng bắt này, Chúa đã chinh phục ông, Chúa đã chinh phục ngã ngựa và đối bắt mù loà trên đường Damas, khiến Phaolô nhận ra Chúa mới hiểu được lòng tha thứ và tình thương của Chúa, và Chúa đã truyền cho ông để sai đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Hai vị tông đồ với hai xuất thân khác nhau, hai tính cách khác nhau, nhưng cùng một niềm tin, cùng một sứ mạng và cùng một vinh quang được đổ chiều thiên vinh hiển để trở thành hai vị sáng cao sáng cho giáo hội. Nhìn ngắm cuộc đời các ngài cho chúng ta thấy rằng dù yếu hèn, dù tội lỗi, dù hiện tại, Chúa vẫn luôn dùng tới để con người biết tin cậy và quay trở về với Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, mỗi một con người chúng ta đều có một chỗ đứng trong tay Chúa. Chúa thương yêu con người và cách chung chung, nhưng Chúa biết rõ từng người, gọi tên từng người một vì hắn biết riêng và riêng biết ta. Chúa dùng mọi người và mỗi người và tất cả những gì đang có, kể cả những khuyết điểm, những hạn hẹp của con người. Chúa sử dụng tất cả những lòng phong phú đa dạng và làm đời vật quyền năng uy dũng của Ngài. Trong dịp buổi lễ hai thánh Phêrô và Phaolô nhắc nhở mọi người chúng ta ý thức mình là tội nhân, luôn cần những lòng thương xót của Chúa, và đặc biệt với vị chức trong ban hành giáo là thành phần đóng góp của giáo xứ, là những người chúng ta cần phải siêng năng làm việc công đồ. Chúng ta cần tích cực hơn ơn Chúa luôn tràn trên chúng ta, và chúng ta phải có ơn Chúa mới có thể thi hành nhiệm vụ công đồ cách tốt đẹp. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn luôn yêu thương tha thứ xót thương chúng ta, vẫn tín nhiệm chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải gặp nhiều lòng thương xót đó để mỗi người trở nên xứng đáng của lòng thương xót, đem lòng thương xót Chúa đến cho anh chị em mình gặp gỡ tiếp xúc giúp đỡ phục vụ trong giáo xứ, tất cả những người nghèo khổ neo đơn, những gia đình đau khổ, những người đang sống tình trạng khô khan, những người bị khinh bỉ và chỉ mỗi người trong ban hành giáo phải tập thi lòng thương xót theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô, phải đi theo con đường thực hiện lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã làm ra. Và nhân hôm nay được bạn ban hành giáo, cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng trân trọng những công sức hy sinh lòng đại của quý chức trong việc phục vụ đời sống đức tin của cộng đoàn. Đồng thời chúng ta thay vì phê bình chỉ trích, chúng ta biến thành những lời cầu nguyện để cho quý chức, để họ luôn chuốt hoàn trách nhiệm theo tinh thần và hướng dẫn của giáo hội, giúp đời sống đức tin của cộng đoàn ngày một tăng tiến hơn để góp phần xây dựng tình hiện nhân yêu thương và an bình trong cộng đoàn giáo xứ. Đó chính là những lời mà đức cha Giuse tin tưởng đạo đã nhắc nhở mọi người chúng ta trong thư Vân Lưu nhân dịp mùng một mạng ban hành giáo năm 2017. Nguyện xin Chúa nối kết chúng ta đi cùng để cùng chúng ta xây dựng cộng đoàn. Cho nên xin tiếp tục và cũng lên để tuyên dương đức tin.
Chúa đã làm lại chúng con.
xin cho chúng con có biết góp phần xây dựng Đức Chúa tại thế để được chung được vinh quang nước trời mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Bye.
là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ và xin lắng tham dự lễ bề bánh để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Hôm nay cũng là buổi bàn của quý ban hành giáo, quý chức đại diện các giới, các họ, các bạn thể, các phụ, tất cả mọi người. Xin chúng ta hỗ trợ con tay của chúng ta chúc mừng. Và giờ đây chúng ta xuất sáng nước thang dự lãnh nhận phép lành trọng thể. Xin mời quý cha cùng bè phép lành trong dịp lễ Thánh Phêrô Phao Lô hôm nay. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa toàn năng đã làm cho anh chị em nên kinh vững trong lời tuyên xưng rất hữu ích của Thánh Phêrô và qua đó đã kiến tạo anh chị em trên nền tảng đức tin vững chắc của Hội Thánh. Xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. Thiên Chúa đã dùng mềm rao giảng thân mềm ngoan của Thánh Phêrô và dấu ơn anh chị em. Xin Ngài luôn dùng gương sáng của Thánh Nhân và dạy anh chị em biết đem nhiều người khác về với Chúa Kitô. Thánh Phêrô đã chịu vô hình tạo ra, còn Thánh Phêrô đã chết vì thương để đạt được vinh hiển vào quê trời. Xin Thánh Phêrô dùng quyền chìa khóa, Thánh Phêrô dùng lời giảng dạy và cả hai đấng dùng lời truyền cầu và gặp đưa chúng ta vào quê trời. Và xin phong hạnh của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Hãy lễ đặt xong cho anh chị em đi bình an. Giờ đây chúng ta cùng hướng về mẹ Maria để dâng lên mẹ từng người, từng gia đình trong giáo xứ chúng ta, cách riêng từng quý chức ban hành giáo. Xin mẹ thương giúp quý chức luôn thực hiện công việc tông đồ với trọn lòng mến Chúa yêu người. Và giờ đây chúng tôi xin mời ông Chánh đại diện cho ban hành giáo có đôi lời. Trong kính cha chánh xứ, cha phó xứ, cha bản hương,
Hôm nay quý cha đã nhập tâm thanh lễ cầu nguyện cho chúng con và cùng chia sẻ với bữa con, bữa cơm của chúng con giờ này. Con xin được thay lời cho ban hành giáo xin cảm ơn cha thân xứ, cha phó, như cha bản hương, lời cảm ơn chân thành nhất của ban hành giáo chúng con. À, nguyện xin hai thánh cả Phêrô và Phaolô cầu bầu cùng lòng Chúa xót thương ban cho quý cha cùng dồi dào ơn thánh để quý cha tiếp tục dìu dắt giáo xứ chúng con ngày một thăng tiến hơn. Một lần nữa chúng con xin kính chào và kính chúc. Giờ đây để cho bữa tiệc được thêm ý nghĩa, con xin kính mời, kính trọng kính mời cha thân xứ và xin Chúa thân hóa của anh. Đây là hai chỗ nè. Đây vào đây. Đây chỗ này. Những lời cầu chúc chúng tôi đứng chúc danh lễ rồi, giờ đây chúng ta xin Chúa làm phép của anh. Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng tôi cùng với cha phó cũng có một món quà để phụ đỡ với đại ban thường vụ trong tuần tiết về sinh. Vâng, chúng ta mới chạm phó tay để chúng ta chúc mừng. Và bữa tiệc ngày hôm nay là do thường vụ và ban giáo chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả, cho nên đã gọi là mời, và chúng tôi xin được miễn cho tất cả những quý vị đại diện các ban đoàn thể hay là quý khách có điểm không, thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thì đây là năm đầu thường vụ chúng tôi rất được trân trọng và kính mời quý vị, và một lần nữa xin cảm ơn quý chức ban hành giáo cũng như quý vị các ban ngành đoàn thể hiện diện nơi đây, lời cảm ơn chân thành. Sau một năm phục vụ vui có, buồn có, sướng có, khổ quá, nhưng mà giờ này chúng ta lại đúng tụ nhau nơi đây để dâng lên Chúa lời tạ ơn sau một năm, và cầu xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng ta tiếp bước con đường đã nhận. Xin chân thành cảm ơn. Tín trung tiềm nhường phụng vụ tình thương. Ngài khen anh Phêrô Phaolô tông đồ là đã thiêng muôn năm vững kia. Toàn hóa thành thần hoàn hát ca tương bừng, lời tung hô ngân vang chín tầng. Chúc mừng, chúc mừng. Dắt chúng con bước theo các ngài, tháng năm miệt mài trung thành mãi mãi. Xin trợ giúp chúng con vững tâm xây dựng
nước cha lạy lường ngàn đời hiên dương. Ngợi khen thánh Phêrô Phao Lô Tông Đồ là đại thiên muôn năm vững kiên, toàn hội thánh hân hoan hát ca tưng bừng lời tung hô ngân vang chín tầng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng hai thánh Tông Đồ anh dũng, cảm tạ, cảm tạ, cùng ca thánh cảm tạ Chúa muôn chung. Cát bụi đức tin vang dội xã hội an vui, xin gìn giữ khắp nơi vững tin vua trời, sống theo ý người hòa bình nở tươi.